chi tiết máy khoan cây ốc tựa ghế, model HT204. Trước mắt chúng ta đây là có cái màn hình cảm ứng, mọi cái khoảng cách vị trí khoan hay là vị trí cây ốc sẽ được điều chỉnh trên cái màn hình cảm ứng này. Tất cả chạy bằng hệ thống sạc vô, chính xác 100% và rất là đơn giản khi mà điều chỉnh các cái vị trí. Máy của hãng Woodmaster và được phân phối bởi công ty Đại Phúc Vinh Fubico tại Việt Nam. Trước mắt tôi đây là cái hệ thống dàn kẹp của cái khung lưng tựa ghế, có hai cái ben hơi và hai cái dàn kẹp để kẹp lại rất là chắc chắn. Sau khi kẹp thì sẽ có hai cái mũi khoan đầu tiên ở hai bên hông sẽ khoan hai bên cái tựa ghế. Có thể là chúng ta có thể chọn khoan một vị trí lỗ tại một bên hoặc là có thể khoan hai vị trí lỗ tại một bên. Sau khi khoan xong, hệ thống sạc vô sẽ kéo cái tựa ghế này vào phía trong để cây ốc. Đây là hệ thống các motor và hành trình trượt của hệ thống motor khoan và motor cây ốc. Phía sau của tôi đây chính là cái hai cái motor cây ốc và cũng điều chỉnh bằng sạc vô, vị trí bằng sạc vô giống như là cái vị trí khoan. Đây có cái hai cái cốc đạp, chúng ta khi mà chúng ta lắp đặt xong chúng ta sẽ để dưới đất để chúng ta đạp bằng cốc cho nó rất là tiện lợi. Sẽ có chế độ chạy liên tục hoặc là chế độ đạp cốc để chạy, nghĩa là mỗi lần chúng ta đạp cốc thì máy mới sẽ hoạt động một lần. Motor cây ốc, cái hai cái vị trí ốc hai bên hông của cái miếng khung ghế. Và trên đây là có cái motor rung để cây lạp con ốc xuống dưới dẫn vào hai cái vị trí của cái motor cây ốc. Và nó có cái công tắc riêng để điều chỉnh. Máy ra có thêm một thùng đồ nghề đi kèm. Dùng nghề một số cái dụng cụ thường dùng. Máy có thể khoan được hầu hết các cái mẫu tựa ghế thông dụng hiện tại, như xuất sang một số cái thị trường Mỹ hay là thị trường châu Âu và các thị trường bàn ghế nội thất trong nước Việt Nam. Máy hiện tại đang được phân phối bởi công ty Đại Phúc Vinh. Quý vị có thể tham khảo thêm video của máy và các thông số kỹ thuật khác ở tại website daiphucvinh.com.vn.